Chiều ngày 20 tháng 8, lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2024-2025, đồng thời ra mắt câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức đã được diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF, Bộ Công an. Đến dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ở mùa giải 2024-2025, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự hai giải đấu chuyên nghiệp, gồm giải đấu quốc gia và cúp quốc gia. Ngoài hai đấu trường trong nước, đội bóng còn tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025, giải đấu quốc tế đầu tiên mà câu lạc bộ góp mặt. Sau lễ xuất quân, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố ra mắt câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân. Sự ra mắt của câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng rổ Công an Nhân dân theo hình thức xã hội hóa cũng sẽ là một hướng mới đem đến những thành tích hơn nữa trong thể thao Công an Nhân dân trong thời gian tới. Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh để huy động các nguồn lực xã hội, phấn đấu đưa thể thao Công an Nhân dân trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn có phong trào thể thao phát triển trong toàn lực lượng.